Xin chào mọi người, ngày hôm nay Dương Anh sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cắt tỉa cây hoa hồng. Cho dù cây nó đang phát triển khỏe mạnh hay là cây còn yếu thì mọi người cũng cần lưu ý là mình phải cắt tỉa thường xuyên, đều đặn, trung bình thì cứ khoảng độ 1 tuần hoặc sau một lứa hoa. Nếu bác nào không có thời gian thì sau một lứa hoa thì mình sẽ cắt tỉa một lần. Cái việc cắt tỉa này thì nó sẽ có rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là giúp cho cây nó có thể đẩy được cái mầm ra mà không bị tiêu hao dinh dưỡng bởi những cái yếu tố làm mất dinh dưỡng của cây, như là cành tăm, nụ hoa tàn, nụ hoa nhỏ, hoặc là những cái lá sâu bệnh, vân vân. Chỉ những cái phần đó thì nó đều là những cái làm tiêu hao dinh dưỡng của cây. Thì bây giờ Dương Anh sẽ chỉ cho mọi người từng chút một. Ngay cả đối với những cái cây mà nó phát triển tốt, bật mầm nhiều vào nhiều hoa, nhiều nụ, thì mình cái việc công việc cắt tỉa này thì cũng rất là cần thiết để giữ cho cây nó sạch bệnh và phát triển được ổn định hơn. Dụng cụ để thao tác những cái việc này chỉ đơn giản là mình cần có một cái kéo, không cần phải là cái kéo cắt cây, nếu có được thì tốt, mà không có thì cũng không sao. Thứ hai nữa là một cái túi ni lông như vậy, để lát nữa mình cắt xong mình sẽ bỏ vào đây, mình tiêu hủy nó đi thì nó sẽ triệt tiêu được cái mầm bệnh của mình. Bây giờ mình sẽ thao tác từng loại một nhé. Với một cây hoa hồng, cho dù nó đang có hoa, có nụ, có mầm, thậm chí là mầm gốc, thì việc cắt tỉa này vẫn rất là cần thiết. Thứ nhất, Dương Anh sẽ chỉ cho mọi người đâu là cái cần phải cắt. Đầu tiên mình sẽ xác định một cái, đó là dựa vào phần lá. Thì chính những cái phần lá to, lá xanh như vậy thì là nơi sản sinh ra dinh dưỡng để cây có thể đẩy mầm, đẩy ra mầm, ra hoa, ra nụ, vân vân, để nuôi toàn bộ thân cây này. Chứ không phải là các bác bón nhiều phân mà nó ra được nhiều mầm, nhiều nụ, nhiều hoa đâu nhá. Mà nó phải thông qua cái lá, phải là lá to, lá xanh như vậy. Còn đối với những cái lá nhỏ như vậy, nhỏ như thế này, người xác định rõ này, nhỏ như vậy thì nó gần như nó không sản sinh ra dinh dưỡng cho cây. Nó không chế biến những cái phân bón của mình nó thành cái dinh dưỡng của cây, mà nó sẽ làm, thậm chí nó còn ăn cái dinh dưỡng của cây. Chính vì vậy những cái như này, đây là những cái đầu nụ nhỏ này, lá nhỏ này, mình dựa vào lá này, mình thấy lá rất nhỏ, nụ cũng bắt đầu này, đấy, bị ăn này. Thì mình bỏ nó đi, mình ngắt nó đi, cái này thì mình ngắt tay cũng được. Mình ngắt tới cái phần nào mà có những cái phần lá to bản này này, thậm chí những cái lá này, mình cũng ngắt, mình chỉ giữ lại những cái lá to thôi nhé. Đó, mình ngắt hết đi. Thì tỉa xong, ví dụ như cái này cũng vậy. Cái mầm nó rất nhỏ, lá nó cũng không được to, xanh, thì mình tỉa luôn cả mầm này đi. Các bác yên tâm là cứ tỉa mầm xong thì một thời gian sau những cái lá này này, nó quang hợp, nó tạo thành nhiều dinh dưỡng thì cây nó buộc phải đẩy mầm ra thôi. Đây ví dụ như cây này nó sẽ phải đẩy ra tận mấy cái mầm gốc. Đây một cái này, hai cái này, ba cái này. Cây này cây ghép nhưng mà đây tính là mầm gốc này. Đấy, nó sẽ đẩy ra thôi, mình không phải lo. Tiếp đó là mình sẽ xử lý nốt các cành tăm. Các cành tăm chính là cái nơi mà nó không, gần như nó ít lá này, nuôi rất là nhiều mầm này, và nó sẽ không sản sinh ra dinh dưỡng mà nó lại tiêu hao dinh dưỡng nhiều của mình, thì mình sẽ xử lý nó. Ví dụ Dương Anh ở đây, Dương Anh sẽ nhìn thấy một là cành này. Đây chính là cái cành, chỉ cho mọi người nhé. Đây không phải là bệnh đen thân này. Đó, thấy nó đen nhưng không phải là bệnh đen thân, mà nó chính là lấy cái dinh dưỡng của cái cành này này, đang tích trữ ở trong cái cành này. Sau đó nó đi nuôi những cái ông ở trong cả cây này này, nó nuôi những cái ông mầm nhỏ này. Đấy, nuôi những cái ông cành tăm mầm nhỏ, mầm điếc các thứ linh tinh đấy. Đây này, nó nuôi các cái ông này này. Đấy, để cố gắng đẩy mầm, nhưng mà lượng dinh dưỡng như vậy làm sao mà đủ được đẩy mầm. Chính vì vậy mình cứ tỉa cái cành này đi đã. Nó khô mà, nó không có tác dụng gì đâu, nó hết dinh dưỡng rồi. Một cái này. Đó, cành tăm Dương Anh vừa chỉ đây, một cái. Đây, chính là nó đây. Lá nó chẳng có mấy đâu. Lại, đấy chính là những cái nơi mà nó ẩn chứa rất là nhiều sâu bệnh. Đây, một ông nữa này. Đó. Đây, chính là nơi mà nó đẩy mầm nhưng không thể đẩy nổi này. Mọi người nhìn cái đầu mầm chưa? Đấy, ra mà phát hai mầm nhưng mà có đẩy được ra đâu, không có lực. Tỉa đi thôi. Rồi, xong một phần nữa rồi, đó là cành tăm rồi. Bây giờ mình sẽ quay sang một cái, còn một cái nữa thôi. Đó là cái lá nó nhỏ, nó sâu bệnh. Thì mình cứ để ý những cái lá như vậy này.
nhỏ, rất nhỏ. Sâu bệnh mình cũng tỉa nó đi, không để, không giữ lại làm gì cả. Nụ này, mọi người thấy không, nụ rất nhỏ này, nó cũng không làm gì cả, tiêu hao dinh dưỡng thôi, tỉa nó đi. Đây, lá nhỏ bỏ trĩ, cũng tỉa nó đi. Nếu mà được thì bấm luôn cả cái cành này luôn, cái đầu cành luôn. Cứ yên tâm là một khi mà mình tỉa gọn như vậy, xong kết hợp bón cái loại phân của Dương Anh ấy, thì xong thì nó sẽ đẩy lên mầm rất là nhiều và rất là nhanh. Cây sinh trưởng rất nhanh thôi, nên mọi người không phải tiếc những cái đó. Những cái đó nó làm tiêu hao dinh dưỡng và cây thậm chí còn yếu chết luôn ấy. Đấy, đây là mấy cái cây mà Dương Anh chăm sóc trong một thời gian qua, sử dụng cái phân bón và cái phương pháp xịt rửa nước ngoài cái phương pháp phòng trừ bệnh này. Mọi người có thể xem cái video 5 phương pháp phòng trừ bệnh hiệu quả mà không cần dùng thuốc ấy. Và thứ hai là phân bón, cái phân bón này, phòng trừ bệnh này và cái cắt tỉa này nữa thôi. Đó là một cái năm cái ba cái cách để mình có thể đẩy một cái cây hoa hồng nó lên tốt. Những cái cây như này nó sẽ lên mầm rất là nhiều này, 1 2 3. Nói chung là cái cây này thì nhiều mầm lắm. Ở đây cũng vậy. Còn một chút nữa đó là mọi người để ý này. Những cái mầm ngọn nó bị bệnh như vậy này, bọ trĩ đốt rất nhiều. Mọi người tỉa luôn cả cụm này đi, bỏ vào cái túi ni lông vừa nãy chuẩn bị sẵn ấy. Sau đó buộc kín tiêu hủy nó đi. Ở trong này bọ trĩ này mầm bệnh rồi, trứng của nó rất nhiều, tốt nhất mình bỏ đi. Sau nó sử dụng những cái lá này nó quang hợp, nó sẽ đẩy lại mầm thôi, nên là không phải tiếc.